Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại Lê Quyên. Ngày hôm nay thì Lê Quyên sẽ đồng sáng tác với một cây viết, đó là Nguyễn Tân. Ngày hôm nay thì hai bạn ấy sẽ gửi đến cho quý vị một câu chuyện được lấy bối cảnh ở miền Tây. Câu chuyện có tựa đề Quỷ sự trong làng. Sau đây xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng theo dõi. Buổi ban trưa của đầu mùa xuân, tuy trời không oi bức, nhưng cái nắng cũng đủ làm cho người dân miền Tây trở nên bức bối. Tỉnh Hậu Giang, cái nóng cũng không thà. Nói về tỉnh này thì nơi đây đã thành lập được 20 năm. Một khoảng thời gian lịch sử không dài, nhưng những đóng góp và thành tựu mà người dân nơi đây đã và đang mang lại là không hề nhỏ. Chỉ sau 20 năm, tỉnh Hậu Giang đã từng bước đi lên trên con đường phát triển và đang dần hiện đại hóa nâng cao đời sống để có thể sánh ngang với các tỉnh thành lớn của nước ta. Đó cũng là lý do các khu vực nông thôn ở đây đang dần được các chủ đầu tư và nhà nước quy hoạch. Các công trình cầu cống đường xá bắt đầu xây dựng cải tạo. Dân cư từ đó cũng trở nên đông đúc, tạo điều kiện cho người dân nơi đây có thêm công ăn chuyện làm. Trong đó có khu vực xóm kênh mới, ấp Thạnh Quế 1 thuộc xã Tân Tiến. Từ cổng chào vừa chạy vào, đã thấy dọc hai bên đường các quầy bán hàng như thuốc tây, rau cải đủ loại. Nổi tiếng nhất phải nói đến tiệm tạp hóa của bà Mười Lẹ. Tiệm bà nhỏ nhưng mua cái gì cũng có. Nào muối, đường, bột ngọt, rồi thịt thà, rau cải, tôm cá. Ôi thôi, kể không biết chừng nào mới hết. Giá bán lại phải chăng không mắc như những nơi khác, nên lúc nào tiệm tạp hóa của bà cũng là sự lựa chọn hàng đầu của người dân quanh đó. Nhưng coi bộ hôm nay không được như mọi khi, vì từ lúc mọc lên tiệm tạp hóa cô Hiệp, khách của quán bà bỗng dưng bị giảm xuống một cách chóng mặt. Sự cạnh tranh bắt đầu nổ lên, làm cho bà cảm thấy nhức đầu. Bà Mười nằm ngoài võng, nhìn thấy mấy đứa con nít trưa nắng còn chạy giỡn ngoài sân, bà cảm thán: bà nội cha nó cái tuổi này, trưa nắng muốn đổ mồ hôi cha mồ hôi mẹ, mà cũng có hơi chạy nhông nhông hay thiệt á chứ. Mà bà mẹ nó tức, nhớ hồi Tết sinh lộc dữ lắm mà. Cây mai của ông Chính mình bứt trụi lũi hết, không có lên chồi nổi luôn. Sao mở cửa từ sáng giờ chẳng thấy con ma nào nó ghé nó mua hết trơn hết trọi. Thiệt ta nói chứ nó tức gì đâu á. Nói nào ngay, bà Mười Lẹ năm nay coi vậy chứ mới có 50 hà. Thật ra bà thứ hai, nhưng người ta kêu vậy là do bà theo thứ của chồng. Còn chồng bà năm nay cũng 50 mấy tuổi. Hàng hóa bà có để bán là một tay ông chở về từ ngoài chợ. Sáng sớm gà chưa gáy, người ta đã nghe tiếng xe máy của ông Mười chạy tích lên chợ phường 7 để đem đồ về cho vợ buôn bán. Hai vợ chồng già có cho nhau được một đứa con trai, tính ra cũng 20 mấy 30 rồi. Còn có một đứa cháu gái tên là Nhi, năm nay đâu tầm 17 tuổi. Hai vợ chồng đi làm xa, để lại cục nợ là đứa cháu gái cho hai ông bà già nuôi. Lâu lâu con trai và con dâu mới về một lần. Chắc cũng tại vậy mà Nhi thương ông bà nó dữ lắm. Mỗi khi đi học về là bắt tay vào bếp cơm nước chén bát phụ cho bà nội một tay. Có đứa cháu vừa ngoan vừa giỏi, nên dù có mệt đến mấy, hai người cũng cảm thấy ấm áp được phần nào. Bà Mười bực bội ngồi chờ thêm một thôi một hồi, vẫn chẳng thấy bóng dáng người nào bước vào để mua đồ. Tức mình quá nên bà đi ra nhà sau bới cơm ăn cho đỡ tức. Ngộ thay, bà Mười mới có mở cái nắp nồi cơm ra, chưa kịp xới cơm thì có tiếng người gọi vọng vô nhà. Mười ơi, bà có nhà không vậy? Đi ra bán cho tôi ít mắm cái coi.
Có ra liền. Nghe có khách, bà nhanh chóng bước ra. Ủa chị sao hả? Mua cái gì á, vô lựa đi. Còn mắm cá linh không? Bán cho tôi 20.000 đi. Trời ơi, cái gì chứ mắm cá linh á, còn nhóc đây nè. Để tôi múc cho. 20 phải không? Nói rồi bà đi lại chỗ bàn đặt keo mắm cá linh, mở cái nắp ra, một cái mùi đặc trưng của mắm được dịp ùa ra. Bà Mười lấy cái bọc nhỏ, vạch ngược lại đeo vào tay, bóc một cục mắm, rồi lộn cái bọc lại cho mắm nằm gọn trong đó, rồi đưa lên cân. Vừa hay đủ 20, bà cột bọc lại rồi đưa cho bà Sáu. Mắm của chị nè, đủ 20 luôn đó. Nói não ngay, mắm của chị bán là ngon nhất. Chứ mắm của con Hiệp bán dở ẹt hả? Tôi mới đổ cả chảo cả kho mắm qua đó. Bà Mười nghe vậy, trong bụng nó vui vui. Bà nói. Vậy đó hèn. Nói không phải khòe chứ, mắm tụi bán là năm bà quan rồi đó. Ở đây làm gì có chỗ nào bán ngon hơn. Tôi đi bằng đầu gối luôn. Chị Sáu cười hì hì. Thôi tôi về. Bữa nay kho lợi cái nồi cá khác cho ông chồng ông ăn mới được. Hôm qua đang thèm. Trời, mà mua chúng cái bịch mắm về ăn không có được, bực hết cả mình. Nói rồi vị khách kia quay người bước đi. Bà Mười bán xong đi xuống nhà sau, tiếp tục bới tô cơm đang dang dở. Vừa cầm được cái muỗng xới cơm lên thì lại có người kêu. Cô Mười ơi, cô có nhà không? Bán đồ cho con với. Từ sáng giờ đói muốn chết, có mỗi cái tô cơm mà bới từ nãy giờ cũng không xong, nên bà đâm ra tức. Bà chửi thầm trong bụng. Bà nội cha nó, cái giấc tao ngồi đóng ở ngoài không có chịu mua đâu. Đợi tao làm công chuyện có chạy ào ào lợi mua. Thiệt không hiểu nổi nữa chứ. Cọc thì cọc vậy thôi, chứ khách hàng là thượng đế, có người lại mua mừng muốn rớt nước mắt. Bà nở trên môi nụ cười vui vẻ hết mức có thể, bỏ cái muỗng xuống rồi lui cui bước ra ngoài. Cô Mười ơi! Rồi ra liền. Thằng Tý hả? Mấy gài không thấy bay ghé quán tàu mua đồ dễ trơn vậy mày. Nghe hỏi thằng Tý tỏ ra có chút ngại ngại. Nó đưa tay gãi đầu, nói. Dạ tại cô Hiệp mới mở quán tập quá gần nhà con á, nên con sang đó con mua cho nhanh. Nghe nó trả lời, mặt bà sượng trân. Rồi sao vậy, không qua bên đó mua luôn đi, rồi chạy qua đây làm chi cho nó xa vậy con. Nhìn thái độ của bà là biết đang khó chịu rồi. Thằng Tý biết ý nên nó nói khéo để xoa dịu bà. Tại con thấy đồ cô Mười bán chất lượng hơn, lại ghé nữa, nên con mới qua con mua tiếp đó chứ. Nghe được khen, bà thấy trong bụng nó sướng sướng, nhưng mặt vẫn tỏ vẻ nghiêm túc. Nhìn thằng Tý, bà hỏi. Rồi đừng có khen cái điều hiển nhiên đó nữa hàng. Nói đi, mua cái gì cô lấy cho. Dạ, con mua 2.000 ớt. Hả? Dạ con nói là con mua 2.000 ớt. Biết rồi, mà có 2.000 ớt thôi hả? Có mua gì thêm không? Thằng Tý lắc đầu một cái rồi thôi. Bà Mười tự nhiên từ vui chuyển sang bực. Mụ nội nó tốn thời gian quý báu chỉ để bán cho nó 2.000 ớt. Biết vậy đuổi nó về luôn cho rồi. Thiệt chứ nhiều khi nó tức cái mình hết biết. Nhưng cũng lỡ vậy rồi, bán đại để cho nó đi về, chứ biết làm sao bây giờ. Lấy tiền xong, bà bước vô nhà. Bà cũng không màng đến cái chuyện ăn cơm nữa. Bà đi tắm, tắm cho nó trôi đi hết những cái xui xẻo sáng giờ. Chứ quá trời quá đất xui rồi. Vừa mới cởi đồ ra chưa kịp xối nước thì lại có tiếng gọi giật ngược giật xuôi vọng thẳng vô trong nhà. Bà Mười ơi, có nhà không? Gỡ bán cho con ít đồ đi. Bà chọi luôn cái gáo múc nước vô lu, mặc đồ lại rồi hậm hực bước ra ngoài. Cái gì? Mua cái gì? Nói lẹ tôi còn bán. Ủa mà mày là đứa nào?
Sao đội nón mặc áo khoác đen, còn bịt mặt kính mít vậy? Còn đeo khăn tay đen nữa chứ, không lẽ à? Bà chợt nhớ lại mấy tên trộm cướp bắt cóc trên tivi mà có chút rén. Bà lùi lại sau một bước, thì đột nhiên tên thanh niên trước mặt tiến lên một bước. Thấy bà nội mẹ rồi, có khi nào nó sẽ làm gì lên cái thân thể ngọc ngà của mình hay không? Mới nghĩ tới đó, da gà da dịch của bà đã nổi lên hết trọi. Bà đi lùi về sau cho tới khi vô tình nhìn thấy cái nốt ruồi son bên cổ trái của tên thanh niên kia. Bà bất ngờ đứng lại. Tên thanh niên kia cười nhẹ rồi nói. Sao vậy? Sợ đứng tay đứng chân rồi hả? Tiền đâu? Mau đem. Tên kia chưa kịp dứt câu, đột nhiên có nguyên cái bắp chuối bay thẳng vào mặt. Bà Mười nói. Mụ nội mày thằng Khang, mày tưởng tao không nhận ra mày hả? Người thanh niên kia vừa nghe bà nói vậy liền cười lên ha hả. Anh nói. Trời đất, mày nhận ra con luôn hả? Tao đẻ ra được mày, bữa nay mày đặt nhát tao nữa hả? Mày tưởng má mày ngu hả? Trứng mà đòi khôn hơn vịt hả con? Mà vợ bay đâu rồi? Sao không thấy đâu hết trơn vậy? Dạ con đây nè má. Một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc cất lên. Bà Mười vừa nghe là biết giọng của Thương, con dâu của mình. Bà mừng rỡ vô cùng, nắm lấy tay con dâu hỏi thăm đủ kiểu. Nào là ở trển thằng con trai bà có làm khó dễ gì không? Công việc có vất vả lắm không? Khang đứng đó kiểu, ủa, hình như mình không phải là con trai của má thì phải. Sao mà má phân biệt đối xử một cách thái quá như vậy chứ? Bà thôi không sao, vui mà, vậy mới là má của mình chứ. Nghĩ tới đó, miệng anh bỗng nhiên cười nhẹ, một nụ cười ấm áp và hạnh phúc. Lúc này, tại tiệm tạp hóa của cô Hiệp, đang buôn bán rất cực lực vì lượng khách mua hàng vô cùng hùng hậu. Hàng quán vừa dọn ra là hết sạch. Độ chừng cả tiếng sau, bà con mới kéo nhau ra về, vì đó không còn cái gì để mà mua. Cô Hiệp lau đi mồ hôi trên trán đang nhỏ dài xuống mà cảm thán. Ơi, trời ơi, ta nói khách gì mà kéo tới mùa đồ đông dấu vậy không biết nữa. Bán không kịp thở luôn à. Nói rồi cô khều một tên thanh niên đang đứng cạnh bên rồi nói tiếp. An, mày coi đi lấy thêm hàng để mời con có đồ mà bán. Mà công nhận á, từ ngày nhận mày về làm, tự nhiên cái khách kéo tới nụm nộp vậy hả? Chắc tại số bày đỏ. Làm thêm ít hôm đi, rồi tao tăng lương lên cho. Con cảm ơn bà chủ nghe. Thôi, gì à? Người thanh niên vừa nãy chính là Nhật An. Anh năm nay gần 30 và chưa có gia đình. Cha mẹ thì mất sớm, nên trong nhà quay qua quay lại cũng chỉ mình ên. Thành ra An ít ở nhà lắm. Sáng sớm là đã đi kiếm cái gì đó để làm, cho bớt đi cái sự cô đơn. Nhưng đi xin việc chỗ nào người ta cũng không cho, vì trước kia anh là một thằng ăn cắp. Họ sợ nếu nhận anh vào làm thì đồ đạc trong nhà sẽ tự khắc đổi chủ. Nhiều lúc anh muốn chích quách cho nó khỏe, nhưng may mắn cô Hiệp thấy anh tội nghiệp, với lại tiệm đang cần có một người chuyên chở hàng để có đồ bán, nên cô quyết định nhận An vào làm. Mà lạ lắm, làm như anh ta có một cái sức mạnh vô hình nào đó. Từ khi quán có anh ta, khách ở đâu kéo đến đông nghẹt. Hàng quá bình thường là 2 đến 3 ngày mới chở về một lần, nhưng bây giờ ít nhiều gì cũng phải 3 chuyến, mà mỗi chuyến phải gấp đôi số hàng nhập trước đó mới kịp cho nhu cầu của người tiêu dùng. Cậu Hiệp thắc mắc vậy thôi chứ cũng kệ, miễn sao làm ăn khá giả lên là được. Loay hoay mới đó mà trời đã tối thui, trăng hôm nay sáng quắc. Trên con đường quê vắng tanh, chẳng có một bóng người. Hai bên đường những hàng tre đung đưa theo gió, kêu lên những tiếng kẹo kẹt đến sợ người. Ánh đèn điện trên đường thường ngày vẫn sáng, hôm nay bỗng chớp nháy liên tục, rồi tắt ngấm. Tiếng chó tru từ đâu vọng đến,
tạo nên một bầu không khí đáng sợ đến khó tả. Bây giờ, có một thanh niên tuổi chừng 28 tên Đạt, là người dân ở xóm này. Nhìn cái tướng nghiêng ngả, chân thấp chân cao của hắn ta, thì có thể đoán Đạt vừa đi nhậu về. Hôm nay Đạt vừa trải qua một cú sốc khi phát hiện ra con bồ quen 2 năm trời lại đi cắm trên đầu mình cái sừng dài hơn thước. Chán cái đời bất công nên anh ta cùng mấy thằng bạn đi nhậu cho khuây khỏa. Mà không hiểu nhậu kiểu gì để lúc về lại thân tàn ma dại, xe máy cũng dứt ở xó nào chẳng hay. Đạt đang nghiêng ngả đi theo con đường quen thuộc dẫn về nhà mình. Được nửa đường thì đột nhiên ánh mắt đang lờ mờ vì say của hắn bỗng dừng mở to hết cỡ. Cảm giác của Đạt lúc này vừa tò mò vừa ngạc nhiên, vì trước mặt của hắn ta là bóng dáng một cô gái đang đứng ở mé đường. Trong cơn say, đầu óc lâng lâng, Đạt chẳng biết sợ là gì, cứ nghĩ ai đó ở trong xóm mình có việc nên đứng ở đây. Mắt hắn ta lem nhem, kèm theo bóng tối chẳng thể nhìn rõ gương mặt của cô gái đó. Cái tánh anh hùng của đàn ông trỗi dậy. Đạt đi lại gần, rồi hỏi cô gái. Ủa, cậu là ai? Sao giờ này còn đứng đây? Ban đêm ban hôm nguy hiểm à? Lỡ mà gặp cái thằng biến thái nào đầu đầy là mệt thân à? Cô gái kia nghe tiếng Đạt hỏi thì quay phắt đầu qua nhìn hắn. Cô ta cười một nụ cười nhẹ rồi nói, tôi đang chờ chồng của tôi đến đón, mà ổng đi đâu mất dạng rồi. Tôi đợi nãy giờ mà không có thấy. Giọng của cô ta trầm trầm, nó vang vang giống như là âm thanh đến từ chính tầng địa ngục, lại còn thêm cái combo trời đêm giá lạnh, cộng hưởng đó là phong cảnh rừng tre. Nó làm cho không khí đã ấn lạnh bây giờ còn ấn lạnh hơn. Trên tay Đạt giờ đã nổi dựng từng mớ da gà da vịt, nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh. Đạt từ tốn nói, vậy cô tên gì? Ở đâu? Chồng cô là ai mà để cô đêm hôm khuya khoắt ở đây vậy? Tôi tên là Hương, ở trong kênh mới nè. Mà đời của tôi nó bạc lắm. Có cái thằng chồng khốn nạn, một ngày nó đánh tôi không biết bao nhiêu bận mà nói, còn muốn đem bán tôi cho người khác nữa. Đạt nghe vậy thì cảm thấy xót thương. Bởi nói nó tức. Sao ổng có vợ hiền mà không biết trân trọng vậy? Để như tôi nè, phải chịu cái cảnh bị bạn gái cắm sừng. Bởi cô mà quen tôi sớm, coi chừng cả hai hạnh phúc rồi á. Lời nói chơi từ Đạt đã làm cô gái tên Hương kia mỉm cười. Cô trả lời một cách ân cần. Bởi tôi còn sống thì chắc đã quen anh rồi. Cái gì? Chưa kịp dứt câu thì bây giờ Đạt thấy trong lời nói của Hương có cái gì đó không đúng. Hình như nó sai sai cái gì đây nè. Cổ nói bởi còn sống có nghĩa là sao? Nói vậy chẳng khác nào ám chỉ rằng cô đã chết. Giờ suy nghĩ tới đó thì anh đã nghe trong người dâng trào lên một nỗi sợ bất tận. Trời không gió nhưng lại lạnh một cách lạ kỳ. Bất giác Đạt cảm thấy lạnh sống lưng. Nó giống như một cái cục nước đá đang chảy dài từ trên lưng xuống vậy. Anh nuốt nước bọt kêu lên một tiếng ực rồi nhìn sang Hương. Cô ta bây giờ ngước mặt lên nhìn thẳng vào mặt hắn. Đôi mắt cô ta lúc này không phải là con người nữa. Nó không có tròng đen, môi miệng tái mét, da mặt thì trắng như bạch tạng, trông vô cùng kinh dị. Khỏi nói cũng biết Đạt sợ đến mức nào. Từ chân của anh ta bắt đầu có triệu chứng thấm nước. Một dòng chảy ấm nóng lan tỏa. Anh sợ đến đái ra quần. Hồn ma kia tiến lại gần. Cô ta giương tay để lên vai của Đạt định nói gì đó, thì anh ta đã té xuống đất, chết ngất đi. Sáng hôm sau có mấy người thức sớm ra rẫy làm đồng,
thì vô tình nhìn thấy người của Đạt nằm xỉu lăn lóc trên đường. Người ta lại coi coi là ai thì mới nhận ra anh là con của bác Sáu đầu xóm. Lật người anh dậy đi kiểm tra thì nghe thoang thoảng mùi nồng nồng hăng hăng. Bà Bảy chống nạnh lên mà nói: "Cái kiểu này là uống rượu nè, rồi lăn ga đóng cỏ này ngủ chứ không đâu á. Bởi vậy rượu chè đồ vô cho cố hen. Giờ cho biết cái cảnh à." Nói rồi bà đi lại kêu Đạt thức để còn đi về, mà kêu hoài nó không chịu tỉnh. Có người sợ Đạt bị trúng gió chết nên lại kiểm tra, thấy nó thở như trâu thì biết không sao. Bà Bảy nổi máu điên, bà giả liền vô mặt nó mấy bạt tay thì nó mới chịu dậy. Mấy người gần đó vỗ tay trần trần khen bà hay. Thằng Đạt ngồi dậy mơ màng chưa hiểu cái vụ gì, hồi sau mới có cảm giác thấy sao mà cái mặt nghe nó rát rát. Đưa tay sờ thử thì trời ơi, nó đau như ông chích. Thấy nó ngồi đừ ra, bà Bảy lên cơn quạo: "Về mụ nội mày tỉnh rồi, đi về liền đi. Không lẽ mày ngồi đây mày chờ người ta khiêng mày về hả?" Nghe chửi cho một chập, não của anh ta mới kịp chạy được chương trình. Anh chống người ngồi dậy, gật đầu chào cảm ơn mọi người rồi từng bước ra về. Còn chuyện đêm qua, anh nghĩ đó chỉ là một giấc mơ. Sáng đó ở nhà bà Mười, hôm nay vẫn như mọi khi, dù ế nhưng bà Mười vẫn bày biện đồ đạc ra bán. Nói chung bà làm nghề này là để có người ra vô cho nó vui thôi, chứ đâu phải để lấy lời. Con Nhi theo thói quen nên đã thức dậy từ bao giờ. Nó cầm chổi quét từ nhà trên xuống tới nhà dưới một cách nhanh chóng. Xong xuôi, con Nhi bắt nồi cơm rồi chuẩn bị đồ ăn sáng. Đến khi mọi chuyện đã đâu vào đó, hai vợ chồng anh Khang và chị Thương mới thức dậy. Bước ra khỏi mùng, Thương ngáp một hơi nhìn đồng hồ thì đã 6 giờ rưỡi sáng. Chị giật bắn mình gấp rút đi rửa mặt rồi coi sáng có phụ gì má không. Ngó tới ngó lùi thì mọi việc dường như đã hoàn tất. Thương thắc mắc: "Ủa, công chuyện nhà sáng giờ má làm hết rồi hả?" Bà Mười ngồi ở võng nhà trước, nghe con dâu hỏi, bà quắt mắt lên trả lời: "Trời đất, mẹ già rồi, mình mấy nhất dữ lắm, đâu có làm nhiều nổi đâu con. Hồi sáng lúc 5 giờ đó là con Nhi nó thức dậy, nó làm hết trơn rồi." Chị Thương còn chưa kịp phản ứng đã thấy ông Mười chạy xe chở hàng vào nhà. Ông đem về nào là bún, rau sống, thịt cá và nhiều thứ khác. Khang bây giờ thấy vậy liền đi ra phụ giúp ông một tay xách đồ đạc bày biện lên quầy hàng. Chị Thương bên này phụ mẹ chồng để đồ lại ngay ngắn cho đẹp mắt. Chị bây giờ như nhớ ra chuyện gì đó nên lên tiếng hỏi: "Tối con mệt quá cho nên sáng con dậy hơi trễ. Hôm qua tính dậy sớm ra coi có làm gì phụ má không, ngủ quên mất tiêu luôn. Ủa gọi Nhi đâu má?" "Nó sáng giờ nó làm công chuyện nhà xong rồi thì đi tưới rau gì ngoài vườn á. Chút nó lên liền vợ nè." "Má kiếm con hả?" Bà Mười vừa dứt câu đã nghe từ đâu đó giọng nói trong trẻo cất lên. Thường theo phản xạ nhìn qua thì đó chính là Nhi. "Má không ngờ con giỏi vậy chứ gì." "Đâu có, má đâu có ý đó đâu. Ý má sáng ra là không thấy con đâu thôi." Nhi thấy má mình như vậy thì cười cười. Một buổi sáng như vậy trôi qua bằng những tiếng nói tiếng cười rôm rã cả một nhà. Trái ngược với bầu không khí vui vẻ đó là tại quán của cô Hiệp, một bầu không khí u ám lạnh lẽo. Không hiểu sao hôm nay tiệm tạp hóa của cô lại vắng khách một cách lạ lùng. Thấy vẻ mặt đầy khó hiểu của cô, thằng An nói: "Mấy gài người ta mua quá trời đồ cho nên hôm nay vắng khách là đúng rồi. Thôi, mấy bữa nay mình nghỉ một bữa đi,
Chứ quà này bán buồn cũng mệt rồi đó cô. Đang chán, cộng thêm mấy rày thời tiết khắc nghiệt, nên nghe nó nói vậy cũng xuôi tai. Thôi thì đóng cửa một bữa nghỉ ngơi cho nó khỏe người. Nghĩ vậy nên cô Hiệp gật đầu ưng theo ý của thằng An. Cô nói: "Ơi, vậy thì nghỉ một hôm đi con. Mày coi phụ tao dọn hàng vô đi." An nghe vậy thì gật đầu phụ dọn hàng vào kho. Dọn xong, cô Hiệp thấy buồn ngủ nên vô nhà nằm ngủ một giấc. Chứ mấy nay buồn bán lù bù quá, không ngủ đủ giấc. Thằng An lúc này thấy cô Hiệp đã đi vào giấc, miệng nó chợt thầm cười. Sau đó nó đi lại một cái chậu cây, cắt máu ở tay nhỏ vô đó, rồi lầm bầm niệm chú. Một cái bóng trắng từ trong chậu bỗng nhiên bay lên, tạo thành một thân ảnh của một cô gái. "Ơi, gì đây? Giác này người ta đang ngủ kêu lên làm gì?" Nói rồi cái bóng trắng kia ngáp ngáp lên mấy tiếng. Thằng An sụ mặt chửi: "Có chuyện mới kêu. Bây giờ bà kiếm cách nhập vô người của con mẹ Hiệp đi. Tao bỏ bùa nó mấy ngày nó yếu lắm rồi, khỏi có sợ." "Ờ, để thử coi làm sao." Nói rồi ả ta hóa thành một làn khói trắng bay vào người cô Hiệp. Hồi sau tay chân cô động đậy, rồi bật ngồi dậy. Thằng An lờ mờ hỏi dò: "Bà Như hả?" "Ừ, tao đây nè. Mày đi lục giấy tờ nhà đi, rồi theo tao lên địa chính. Tao sang tên đất đai nhà cửa cho." An nghe vậy cười như được mùa, đang tính chạy vào nhà lục lọi để kiếm giấy tờ đất thì bên ngoài nghe tiếng người nói xôn xao. Giọng một người phụ nữ lớn tiếng gọi vào: "Con Hiệp đâu? Mày ra đây. Mày buôn bán cái kiểu gì kỳ cục vậy hả? Mày có tin là tao đập nát cái tiệm của mày không?" Hồn ma của cô gái tên Như hiện đang trong xác của cô Hiệp, nghe bị chửi thì cảm thấy hoang mang. An trong nhà bực dọc đi ra: "Làm cái gì mà kéo đến đây la lối ồm sòm vậy? Có tin tôi báo công an bắt hết mấy người không?" Một thím trong đám người thấy thái độ phách lối của thằng An đang tức càng thêm tức. Bà ta liền chửi: "Mày ngon á, mày gọi công an ra đây coi ai bị bắt. Buôn bán cái kiểu như tụi mày có ở tù mọt gông mới vừa cái giả của tao á. Rồi con Hiệp đâu? Mày kêu nó ra nói chuyện với tụi tao đi, giải thích cho rõ ràng. Không là tao đào mồ cuốc mã nhà mày, tao đổ xuống sông hết á." An thấy mọi chuyện đã trở nên căng thẳng, hắn bất giác đổ mồ hôi. An nhìn vào trong nhà như cầu cứu. Hồn ma của Như thấy tội nghiệp nên quyết định ứng cứu. Như đang trong thân xác cô Hiệp bước ra: "Ờ, bà con có cái gì bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó. Rốt cuộc là xảy ra cái chuyện gì? Mày coi đó, đồ đạc mày bán cho tụi tao cái nào cũng bị hư bị bể. Cái gì mà bột ngọt Nhật, Nhật bà nội mày á chứ Nhật. Mở cái bịch ra, thấy có con thằng lằn chết ở chổng nữa. Mày giải thích đi, làm sao hả?" "Ờ, chắc có hiểu lầm gì đây chứ. Quán tôi trước giờ mần ăn trong sạch, làm gì có chuyện lừa dối ai. Hiểu lầm cái con khỉ đó. Mày đi lên đồn rồi mày muốn giải thích nhiêu đó mày giải thích." "Ờ, thôi thôi, bây giờ tôi có ý như vậy nè. Tạm thời mọi người về nhà đi, rồi tôi bồi thường gấp đôi số tiền cho mọi người, nghe." Nghĩ lại hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, hỏng lẽ chuyện như vậy đi làm quá lên, nên thôi cũng xuôi tai. Mọi người gật đầu đồng ý, nhưng cũng còn quạo lắm. Đến khi đám người kia đi hết, thằng An mới nói: "Bà điên hả bà Như? Bà bồi thường được còn gấp đôi làm chi vậy? Bà biết người ta mua bao nhiêu thứ không? Mày nín đi, cái não chứa cái giống gì mà ngu dữ vậy? Bây giờ mày đưa tao đi sang tên trước đi. Mình đâu phải là người trả, mày khỏi có lo." An bây giờ bắt đầu hiểu ra vấn đề. Nó chạy sộc vào nhà lấy giấy tờ, rồi chở cô Hiệp lên địa chính để sang tên nhà đất. Sáng hôm sau, bà con hoang mang,
khi thấy cô Hiệp nằm lăn lóc ngoài đường ngoài xá mà khóc than, kêu trời kêu đất. Trời ơi, sao tôi khổ dữ vậy nè trời. Bà con đi ra đi vô thấy tò mò nên lại hỏi thăm. Cô Hiệp bây giờ mới nói: Trưa hôm qua đó tôi ngủ có một chút xíu à, mà không hiểu sao thức dậy thằng An nó đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi mới chửi nó là cái nhà này của tao, mày lấy cái gì mà mày đuổi. Cái đó lấy giấy tờ nhà đất ra cho tôi coi thì tôi không hiểu làm sao tài sản đã bị nó đứng tên hết mẹ nó rồi. Người ta nghe vậy thấy hơi hoài nghi vì chuyện có chút lạ thường. Nhưng nhìn bộ dạng thảm hại của bà thì nghĩ đây là sự thật nên lấy làm thương cảm. Họ cũng không hiểu tại sao lại xảy ra cái chuyện vô lý như vậy. Bà Mười với con Nhi bây giờ đang đi chợ. Thấy đằng này bà con bu đông quá, tò mò nên ghé vô coi thử. Tình cờ nghe được sự việc trên, bà nhìn vào tiệm tạp hóa đó, nheo mắt. Thôi chị Hiệp à, chị cũng đừng buồn. Không ấy đi qua nhà tôi ở đỡ đi, gọi lên đồn công an báo lợi, coi người ta xử lý làm sao á, rồi mình tính tiếp. Cô Hiệp nghe bà Mười nói vậy thì xúc động không ngớt. Bình thường, tuy cả hai cạnh tranh buôn bán, chứ dù gì cũng là bà con chòm xóm. Không lẽ có mấy chuyện nhỏ nhoi mà đem để ở trong bụng, thấy chết không cứu thì coi sao đặng. Nghĩ vậy nên bà Mười mở lời giúp đỡ. Bà Mười lẹ đỡ cô Hiệp lên, rồi đưa cô cùng về nhà. Thằng An trong này ngó nghiêng, cũng biết được sự việc. Hồn ma của Như bây giờ lại lên tiếng tặc lưỡi nói: Úi chà, con mẹ coi vậy chứ cũng may mắn à. Bình thường hai người này như chó với mèo vậy đó, mà giờ thân mật dữ. Đúng là hoạn nạn ha, mới rõ lòng người đó. Bà đang bình họ đó. Ở đâu có, thì thấy sao tao nói vậy thôi. Mà mày lấy được cái nhà rồi đó, giờ mày tính sao? Tiếp tục khiến cho họ mua đồ mình hay sao? Nhật An nheo mắt đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó, hồi sau mới lên tiếng. Bây giờ bà giả ma giả quỷ hù mấy người xung quanh nhà bà Mười đi, khiến cho người ta mua hoài cũng phải là cách hay. Dọa người ta, để người ta nghĩ gần nhà bà Mười có ma, khỏi ai dám lãng vãng tới gần. Ả ta gật đầu như hiểu ý của thằng chả, rồi biến mất đi. An bây giờ ngáp lên một tiếng, rồi đi vô buồng nằm ngủ thẳng cẳng. Đêm xuống, thằng An tiếp tục đổ máu gà vào cái chậu cây cảnh kia. Máu không thấm vào đất, mà cứ thế bị hút vào thân cây, phát ra những tiếng ừng ực. Hồi sau một làn khói đỏ tỏa ra, rồi tụ lại thành một thân ảnh có phần kinh dị hơn trước. Đích thị đó là Ả Như. Ê, mới hôm qua còn là ma ngãi, giờ mày biến tao á thành quỷ luôn rồi. Mà giờ muốn tao ra ngoài hụt cái đám người đi ngang nhà bà Mười phải không? Ngoại hình này chắc coi được rồi đó. Mày ở đây mày coi tao nè. Tao hù cái đám người đó, không bay hồn lật phách á, tao làm con mày. Đi lẹ đi, nói nhiều quá. Con quỷ Tình Như nghe vậy xí một cái rồi quá thành làn khói bay đi. Tại nhà bà Mười lẹ, tất thảy bây giờ đang ngủ ngon giấc. Riêng bà Mười chợt cảm thấy có cái gì đó không ổn. Quả không sai, bà Mười nghe có tiếng la thất thanh từ bên ngoài, lớn đến nỗi cả nhà ai nấy đều giật mình tỉnh giấc. Tất cả xỏ dép chạy nhanh ra khỏi giường xem coi có chuyện gì. Bà Mười đi đầu cầm theo một cái bọc gì đó đen đen. Cánh cửa nhà mở ra, một cơn gió lạnh buốt thổi vào. Hết thảy mọi người nhìn ra ngõ thì thấy thằng Tèo nhà sát bên cạnh nằm sải lai dưới đất, miệng há ra như đang sợ cái gì đó. Mọi người nhìn theo ánh mắt của Tèo ngó về phía đọt cây Lê Kỳ Ma gần nhà bà Mười, thì tất cả thất kinh khi thấy trên đó là một bóng của người phụ nữ đang tỏa ra những làn khói màu đỏ ngút trời. Nó thấy điệu hoảng sợ của mọi người liền cười lên thích thú.
Con quỷ bắt đầu bay đến gần thì bà Mười móc trong cái bọc đen ra mấy hộp gì đó, chọi tới tấp vào nửa quỷ. Nó bị chọi trúng là ó lên một tiếng rồi biến mất đi. Mọi người bây giờ thở phào nhẹ nhõm. Chợt nhớ đến thằng Tèo, cả nhà bà Mười đưa anh ta vào trong sức dầu cạo gió. Hồi lâu mới thấy có dấu hiệu đỡ hơn. Hỏi ra thì hắn kể. Đêm hôm khuya khoắt, máy rài cũng có chút mưa, nên ếch nhái ở đâu mà nó kêu quá trời, nên anh mới xách đèn đi soi. Tiếng giang giang mà sao không thấy con nào hết. Nghĩ bụng chắc kêu ở bên bờ ruộng của ông Ba Núi, nên quyết định đi qua đó. Tới trước nhà bà Mười, cái tự nhiên bị cái gì đó bay vô người đau điếng. Nhìn lại thì là trái lê Kima còn xanh. Tèo lúc này cũng thắc mắc. Ủa sao tự nhiên nó bay vô người mình vậy không biết? Mà nhìn qua nhìn lại, đâu có thấy ai đâu. Thôi kệ bà nó, chắc ở đâu rụng xuống rồi bay qua đây thôi. Nghĩ vậy nên Tèo chẳng màng quan tâm, tiếp tục bước đi. Ê ê, tao ngồi đóng ở đây mà mày không thấy hả mày? Bà mẹ nó, có con mắt để làm gì mà không biết dòm á. Tiếng chửi từ đâu cất lên, làm cho thằng Tèo phải giật mình. Theo phản xạ, Tèo ngước mắt lên nhìn về phía có âm thanh. Nó đến từ đọt cây Lê Kima trước cửa tiệm của nhà bà Mười. Trên đó là một cái bóng nữ đỏ chót, tóc xõa dài, đang lắc lư theo từng chuyển động của lá cây, mà nhìn về hướng của nó, cười lên khùng khục. Sự sợ hãi bao trùm, miệng nó há to lên, phát ra một tiếng la vang trời đất. Ê ê, la nhỏ nhỏ cho người ta ngủ chứ mày. Con quỷ vừa nói vừa bịt tai lại, nhưng thằng Tèo bây giờ đã sợ đến không còn biết gì nữa rồi. Nó la hét bất chấp nhà người ta còn thức hay đã ngủ, và rồi xảy ra cớ sự như bây giờ. Nghe thằng Tèo kể, Nhi sợ đến quíu giò, tay nó cứ ôm khư khư cha má mình, trung lên cầm cập. Anh Khang với chị Thương phải vuốt ve trấn an dữ lắm thì con nhỏ mới bớt đi phần nào. Ông Mười thở dài nhìn thằng Tèo nói: Ê, thôi bay ngủ ở đây một đêm đi, sáng rồi hắn về. Để đi ra thấy con nhỏ đó lòm kia đó lại sợ bại mất hồn mất vía. Thằng Tèo thấy ngủ ở nhà người ta cũng kỳ, nhưng nhớ lại gặp cảnh tượng vừa rồi thì cái sợ lại giành chiến thắng, thành ra anh gật đầu luôn. Sáng hôm sau, người dân trong xóm cứ xì xào về cái sự việc đêm hôm qua. Ai cũng hoang mang tột cùng. Mấy người ắt miệng thì nói: Này chắc nhà bà Mười làm gì ác nè, nên mới bị người ta ám chứ không đâu xa trơn á. Bà con cũng coi chừng á, tốt nhất là đừng có đi đến chỗ đó. Trời ơi, lạng quạng bị bắt hồn là có nước chết đó ngang. Có người thì nghĩ khác: Chắc bà quỷ ở đâu tới ngự thôi, chứ bà Mười lẽ trước nay bà hiền lành, làm gì có cái chuyện báo oán chứ. Cứ như vậy, người này một câu, người kia một lời. Nhưng dù là bên vực hay nói lời tàn độc thì tất thảy đều nghiêng về một hướng, là không nên đi vào khu đất nhà bà Mười nữa. Sự việc ngày càng trở nên trầm trọng. Bà Mười thấy vậy thì quyết định phải ra tay giải quyết chuyện này. Đầu tiên phải bắt con quỷ ký trước. Có một điều mà lâu nay bà vẫn âm thầm giấu kín, không để cho ai biết. Đó là bà vốn dĩ là thầy pháp ở ẩn. Lâu nay vùng đất này vẫn yên bình, nhưng hôm nay lại có ma quỷ xuất hiện lộng hành, ngang nhiên hù dọa người dân. Không chỉ có vậy, còn làm ảnh hưởng trực tiếp tới công việc làm ăn của bà. Nhất định bà phải bắt con quỷ này mới được. Tính toán trong đầu xong, tối đó bà Mười chuẩn bị đồ nghề, ra tay bắt quỷ. Đêm khuya nhanh chóng đã bao phủ khắp nơi. Tiếng ve kêu ríu rít cộng với tiếng ếch nhái ẩn ương làm cho bầu không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo. Ánh trăng rằm trong tháng soi sáng cả một vùng. Bà Mười âm thầm rời khỏi nhà. Bên hông là cái tay nải nặng trịch. Nhìn bộ dạng bà Mười bình thản đến kỳ lạ, bà nhướng đôi mắt chân mày và cặp mắt đã viễn thị do tuổi tác,
nhìn về phía cây lê kima gần nhà mình. Quỷ khí vẫn còn dương vấn ở đó, tuy nhiên không còn thấy con quỷ hôm qua đâu. Nếu bà đoán không lầm thì nó là một con ngải được luyện hóa, ắt hẳn là có người muốn hãm hại nhà bà đây mà. Bà Mười nắm chặt đôi bàn tay, bắt ấn ẩn đi dương khí trên người mình, rồi tìm một chỗ nấp. Chắc chắn con quỷ đó, nó sẽ trở lại đây để nhát người. Quả đúng chẳng sai, không ngoài dự tính. Con quỷ, nó đến thật. Bà Mười cười nhẹ, lẩm bẩm. Mày ngu quá thì mày chịu. Người ta sợ chết mẹ còn ai đi ngang cho mày hù hả? Kỳ này mày tới số với tao. Nữ quỷ với khuôn dạng là một làn khói đỏ bay đến cây chỗ lê kỳ ma mà ngự trên đó. Chờ có người nào xui xẻo đi ngang qua thì nó hiện ra hù dọa cho bay hồn siêu phách lạc. Bà Mười đang trốn sau đám sậy, thấy thời cơ đã đến thì lấy trong tay ra một lá bùa, bắt ấn rồi phóng đến. Nó phát sáng tạo ra một luồng hào quang đánh quỷ nữ không kịp trở tay. Con quỷ tức giận liền bay qua bay lại để tìm kiếm kẻ đánh lén mình. Bà Mười đằng này thì cười cười, móc ra một nắm đậu đen. Nó cũng là thứ đã đuổi con quỷ vào đêm qua. Bà Mười canh con quỷ ở gần, liền ném thẳng vào người nó. Nữ quỷ bị trúng đòn thì hét lên một tiếng thất thanh đau đớn. Cùng lúc đó, nó đã phát hiện ra sự hiện diện của bà. Bà già khốn nạn, dám đánh lén hả? Bà phải chết. Còn chưa biết ai phải chết đâu. Bà Mười rời khỏi bụi sậy, phủi phủi người rồi bỏ chạy đi. Con nữ quỷ thấy vậy thì rượt theo, nhưng nó không ngờ rằng mình đã trúng kế. Bà Mười nhanh chân chạy được một đoạn thì bỗng nhiên dừng lại. Con quỷ cứ tưởng bà tuổi già bệnh tật sức yếu, không thể chạy nổi. Nó đắc ý. Tưởng gì, già rồi còn ham chạy. Để tôi coi bà chạy được đi đâu. Nói rồi nữ quỷ tung ra một trảo dứt khoát nhằm giết chết bà Mười, nhưng đã bị một cái gì đó cản lại. Là kết giới âm phần. Bà Mười cười nhẹ rồi nói. Còn đỡ hơn đứa, giờ muốn chạy cũng không được rồi hen. Bây giờ nói, ai sai khiến mày làm cái chuyện này? Bà biết để làm gì? Bắt được rồi, chém giết tụi bà. Bà Mười bị nó khiêu khích thì tức giận, định lấy bùa ra thu nó lại rồi dùng hình ép cung. Nhưng còn chưa kịp làm gì, đã có một giọng nói cất lên. Không nói là tụi tao bẻ cổ mày đó. Cả bà Mười và con nữ quỷ khi nghe giọng nói đó đều giật mình quay qua nhìn. Thì ra đó là ông Mười. Theo sau là hai vợ chồng anh Khang, con Nhi và một số người dân khác trong xóm. Ông Mười thở hắt ra một hơi, điều chỉnh lại hơi thở rồi nói tiếp. Sao mày dám dụ dỗ vợ tao ra đây? Mày gan ha? Nè ha, ai dụ vợ ông ra đây? Ủa là bà tự kiếm ra, bà tự kiếm tôi mà. Mày khỏi, mày không dụ, sao vợ tao ra đây được? Bà Mười thấy chồng mình như vậy thì cười gượng, bà nhìn ông nói. Mình, là tôi ra kiếm nó. Ông Mười nghe vợ mình nói vậy thì bất ngờ dữ lắm. Bà Mười thấy không giấu được nữa nên mới kể lại đầu đuôi sự việc vừa rồi. Ai nghe xong cũng bàng hoàng vô cùng. Có đánh chết người ta cũng không ngờ bà Mười là một vị thầy pháp ẩn danh. Thắc mắc tạm thời đã được bà giải đáp. Trước tiên phải tra hỏi con nữ quỷ kia đã. Bà Mười nhìn nó nói. Bây giờ sao? Trước mặt bà con đang có mặt ở đây, mày mau khai đi. Ai đã sai khiến mày làm những cái chuyện này? Chuyện tới nước này thì đành vậy. Tôi là ngải quỷ, được thật an luyện ra khi được cô Hiệp nhận vào làm. Nó sai tạo khiến cho người ta bị mê muội mà mua đồ tiệm nó. Phần nó thì đi nhập hàng lậu trái phép với cái giá rẻ bèo để mà tham ô số tiền thừa mà cô Hiệp đưa cho nó lấy hàng.
Cho đến một thời gian á, khi mà tôi đã đủ mạnh, nó mới kêu tôi nhập vô xác cô Hiệp để mà chuyển nhượng tài sản qua cho nó. Chưa hết, sợ bị bà Mười cạnh tranh, với lại làm người ta mê muội hoài á, rất dễ bị phát hiện. Cho nên nó mới chọn cách là kêu tôi hù ma nhát quỷ những người đến gần tiệm của bà Mười để gieo sự sợ hãi. Tôi nói hết rồi đó, thả tôi đi được chưa? Cô Hiệp cũng đang đứng ở đó, nghe con nữ quỷ nói vậy thì tức giận vô cùng. Cô xông tới quyết định ăn thua đủ với nó để cho hả cơn giận, thì bị bà con cản lại. Có nhào vô thì cũng không làm gì được nó. Anh Đạt cũng đang có mặt, như nhớ ra chuyện mình bị một nữ hồn nhát hôm trước lúc trên đường về, nên nhăn mặt hỏi. Đêm hôm trước lúc tôi say rượu về, là cô nhát tôi sao? Con nữ quỷ nhìn Đạt một hồi, nghiêng đầu như ráng nhớ lại xem mình có nhát người này không. Một lúc sau cô ta nói. Không, tôi đâu quen biết anh đâu. Vậy người phụ nữ nhát tôi hôm đó là ai? Ồ, ai biết, anh tự đi tìm hiểu đi. Đừng có mà cứ bị ma nhát là đổ thừa cho tôi nghe trời. Bà Mười bây giờ ho mấy tiếng rồi nói. Thôi đủ rồi, mọi chuyện đã được sáng tỏ. Mà mày tên là gì? Tao thấy mày cũng hiền với vui tánh đó. Cũng vì bị sai khiến cho nên mới làm điều quấy. Không ấy, mày theo tao đi, sau này nhiều khi còn được đầu thai làm người đó con. Quỷ nữ nghe bản thân có thể được làm người thì mắt sáng lên nói. Bà nói thiệt hả? Này được nè. Vậy chứ không lẽ tao nói dốc mày. Nếu mày đồng ý, mày giúp tao vạch trần tội ác của thằng An đi, trả lời tài sản cho cô Hiệp. Tôi tên là Như, giờ bà muốn tôi làm gì? Bà Mười cười nhẹ thì thầm vào tai nó mấy câu rồi mở kết giới thả Như ra. Cô ta cười khúc khích, giờ bàn tay đang ở trạng thái nút like lên, như thể khen bà Mười tài trí vô song, rồi quá thành làn khói đỏ bay đi. Mấy người ở đây cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô Hiệp thắc mắc. Sao chị thả nó đi vậy? Chị có biết tại nó mà tài sản của tôi mất hết không? Chị bình tĩnh đi, rồi chị sẽ hiểu. Nói rồi, bà Mười giải tán hết thảy bà con ai về nhà nấy. Có gì sáng hôm sau lại nói tiếp. Tại nhà của cô Hiệp, hiện thằng An là người nắm giữ. Hắn ở nhà, đi qua, đi lại. Hồi sau thì thấy hồn cô Như về. Hắn hỏi. Sao? Cô có bị mần sao không? Tán khen ngãi cô ngự bị héo hết mấy lá. Bộ xảy ra chuyện gì sao? Ê, mẹ bà ra. Hôm nay ra đó để nhát người, mà gặp một con quỷ khác ở đó mới đau chứ. Tao tính về bởi có nó ở đó rồi, mà nó dám nói tao vừa lùng vừa xấu. Mày coi đập nó được chưa? Tao quánh lộn với nó một hồi, mặc dù có bị thương chút, nhưng mà tao thắng nó mày. Sẵn đằng máu nóng á, tao xử luôn nhà bà Mười rồi. Mày thấy tao ghê không? Thằng An nghe vậy thì hết hồn. Nó gấp gáp nói. Trời đất ơi, sao cô gan vậy? Rồi lỡ có chuyện gì sao? Tao nói chơi chứ không có gì đâu. Mà mới có kịch hay đó, tao sẽ giúp mày cướp luôn tài sản của bà. Nghe cô Như nói xong, người của nó rạo rực. Kỳ này ngon rồi, giàu to là cái chắc. Nó đắc ý leo lên giường ngủ ngon lành. Như ở đây nhìn hắn nở ra một nụ cười quái dị. Tiếng gà trống cất lên, ánh sáng bình minh bắt đầu lan tỏa khắp bốn phương tám hướng. Như thường ngày, bà đã dậy từ sớm để chuẩn bị trong ngoài. Với lại hôm nay còn có kịch, nên bà cũng không ngủ được.
Đến tầm trưa, bà Mười kêu cô Hiệp theo mình đến tiệm tạp hóa của thằng An đang chiếm giữ để giành lại. Lúc này thằng An đang nằm trên võng đung đưa, bộ dạng hưởng thụ tận hưởng cái cảm giác vừa làm nên một chuyện rất đáng tự hào. Cướp nhà cửa của người khác mà cứ như nó vừa tự thân mua được nhà cửa đất đai bằng sức lực mồ hôi xương máu của mình vậy. Mặt nó thật sự rất dày. Ăn nằm hút gió, gương mặt tươi cười. Bà Mười và cô Hiệp ngoài sân đi vào, nghe tiếng quýt sáo của nó thì lấy làm bực. Bà Mười lên tiếng. Thằng An đâu? Mày ra đây tao nói chuyện chút coi. Nghe có người gọi mình, An ngưng quýt sáo rồi dậy quay sang nhìn coi là ai. Thấy bà Mười, đi sau là cô Hiệp. Nó có chút chột dạ, nhưng nó cố tỏ ra bình thản hỏi. Có việc gì vậy bà Mười? Còn chuyện gì nữa? Tao đến là để đòi lại cái nhà cho chủ nhân của nó. Thằng An nghe bà Mười nói thì nó cười lên ha hả. Nó không nể tuổi tác, còn sáo biện trả lời. Nhà này là của tôi, đòi lợi cho chủ nhân của nó làm sao? Mày khỏi chối, tao biết hết rồi. Mày tưởng luyện được ngải quỷ là ngon sao mày? Bữa nay đó, tao không lột cái lớp da mặt mày ra thì tao không có phải là bà Mười lẹ đó. Nói rồi bà xông vào trong nhà. Thằng An niệm chú triệu quỷ ngải lên, nhưng vô hiệu. Bà hiển nhiên lục soát và lấy ra cây ngải mà nó đang trồng. Thằng An bây giờ bắt đầu sợ hãi, nó dùng vũ lực tính cướp lại, nhưng bị người dân ở đó chặn lại. Bà Mười đặt chậu ngải xuống đất rồi nói. Còn cái hả? Mày nuôi ngải hại người mà còn ở đó mặt dày sao? Bà dựa vô cái cây này mà bà vu khống tôi sao? Đây chỉ là một cái chậu cây cảnh bình thường, ngải gì đây? Được, nếu vậy tao đem nó về đốt cháy thành tro, để coi người luyện nó có bị phản phệ mà chết không. Bà nín, tới đường này mày còn không chịu khai hả? Mày muốn chết hay sao? Thằng An bối rối lưỡng lự. Bà Mười không còn cách nào khác, bà lấy dầu lửa và cái hột quẹt ra để hù hắn. Nghe nói đốt cái cây này đó, nó sẽ tỏa ra một cái mùi đặc biệt lắm mà. Đừng, tôi khai, bà đừng có đốt nó. Nói rồi thằng An tự khai nhận với mọi người. Do nó tham lam nên mới mận cái chuyện ngu lừa hết tài sản của cô Hiệp. Nó sẽ trả lại hết toàn bộ những gì mà nó cướp được cho cô Hiệp rồi lên đồn tự thú. Mọi chuyện kết thúc, cô Hiệp nhận lại được tài sản thì vui lắm. Cảm ơn bà Mười quá trời. Rồi hai người không còn cạnh tranh tiêu cực với nhau nữa. Bên nào bán đắt cũng được, miễn sao bình yên là đã đủ rồi. Cứ tưởng đầu xóm kênh mới giờ đây sẽ trở lại với thường ngày, nhưng không. Thằng Đạt không hiểu gì sao cứ la hét trong đêm, không để cho ai ngủ nghe gì hết. Người ta cũng có chạy qua coi, nhưng chỉ thấy nó ôm đầu nói không chịu cái gì đó. Đi khám bác sĩ, không biết được Đạt đang bị cái gì. Thấy có thể liên quan đến tâm linh, nay biết bà Mười là thầy Pháp, nên liền nhờ bà đến coi thử. Nhìn tổng thể qua một lượt, đúng thật là thằng Đạt có âm khí bao phủ rất nặng. Trước mắt, bà cần giải trừ âm khí trong người Đạt, rồi đưa cho nó một tờ bùa hộ thân. Đến khi nó khỏe hơn thì bà mới hỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Ai nhát con? Con đã thấy cái gì? Thằng Đạt nghe hỏi thì rùng mình, nó kể. Đêm hôm trước con say rượu về, có bị con ma tự xưng tên là Hương hù cho một trận, rồi cái bất tỉnh luôn. Ban đầu con nghĩ là mơ à, nhưng mà dạo này con hay nằm mơ thấy ả lắm. Ả nói là ả muốn cưới con. Bà Mười nghe thì gật gật đầu. Bà đoán chắc thằng Đạt dính duyên âm rồi. Nhưng nếu như vậy thì từ nãy giờ tại sao bà không thấy có vong nữ nào ở gần thằng Đạt hết? Chắc là có ẩn tình gì ở đây. Bà dặn thằng Đạt một số thứ rồi đi về.
Tới nhà bà niệm chú triệu hồn Như lên. Cô xuất hiện, vẫn là cái biểu cảm làm biến như mọi khi, lúc nào cũng ngáp dài ngáp ngắn. Như nói: Gì vậy bà già, đang ngủ ngon? Giấc này là giấc nào rồi mà còn lo ngủ? Tao có chuyện cho mày mừng nè. Giờ mày theo thằng Đạt, con của bà Tư Liêm đó, coi coi nó có phải bị ma quấy rối không. Nếu mà bắt được á, mày đem về đây, tao thưởng cho mày con gà luộc. Ban đầu nghe phải đi theo cái thằng người lạ thì có chút không muốn, nhưng đến khi nghe phần thưởng là một con gà luộc thì con mắt nó sáng lên. Cô nói: Ê, nói giữ lời nghe cha. Được rồi, bà coi tôi hốt con nhỏ đó nè. Mẹ bà ra, điều này mê trai, định kéo người theo chứ đâu. Mấy con nhỏ này tôi xử gọn hơn. Bà cứ ở nhà mừng gà sẵn chợ tin vui đi. Nghe tới gà là con mắt sáng rực hả? Ráng mà làm tốt nhiệm vụ đi, suốt ngày ăn rồi ngủ. Bị chê, Như méo mặt, xí với bà một cái rồi cũng bay đi. Bà Mười ở đấy thấy thái độ của nó mà mắc cười. Công nhận có con nhỏ này ở nhà cũng vui, thiếu nó chắc sẽ buồn lắm. Nói đoạn, Như hiện đã đến được nhà của Đạt. Nhờ có bà Mười nên anh ta có phần đã đỡ hơn đi nhiều, sắc mặt cũng đã hồng hào lên. Như nhìn anh hồi lâu rồi tặc lưỡi nói lời cảm thán: Hôm kia gặp không để ý lắm, giờ coi kỹ lại cũng đẹp trai dữ cả, hèn chi con quỷ kia nó đòi cưới. Vừa dứt câu thì Như cảm nhận có thứ gì đó rồi ẩn phách trốn đi. Một nguồn quỷ khí từ đâu bốc lên, tụ lại thành một người phụ nữ với làn da nhợt nhạt. Cô ta nhìn Đạt nằm ngủ trên bộ phản thì cười cười lướt người đến gần. Đưa đôi bàn tay trắng như vôi lên cổ Đạt định bóp chặt thì bị một luồng hào quang đánh cho bị thương. Nữ quỷ bực bội nói: Là bùa sao? Là bùa thì sao? Làm quỷ mà còn xuất hiện giữa ban ngày ban mặt để hại người hả mày? Nữ quỷ giật mình, nhìn qua thì thấy hồn ma của Như đã đứng đó từ bao giờ. Như trỏ mặt nữ quỷ, nói tiếp: Mày là con Hương mấy rài ám thằng Đạt đó hả? Cái độ thứ đàn bà mê trai, chết còn không tha cho người ta nữa. Ê, cái con bánh bèo kia, mày nói ai mê trai? Mày nghĩ thì sao cái bản mặt tao đi mê cái thằng cha này? Mày không mê sao mày đòi cưới nó? Mẹ bà nó, cái chữ mê trai nó in trên con mắt của mày chà bá luôn rồi kìa. Mày còn chối nữa hả? Kỳ này mày chết mẹ mày với tao. Như lúc này lao đến định giao chiến, định bắt Hương lại, nhưng cô ta đã nhanh nhẹn trốn thoát đi. Như bực bội vì con gà luộc, cô nhất quyết phải bắt được nó. Không chần chừ, Như liền hóa thành làn sương mỏng bay đi thực hiện nhiệm vụ. Nói đoạn, tại khu vực đường lộ đá nhỏ, hai bên là những hàng tre xanh mướt. Đây cũng là nơi Đạt đã say rượu đi ngang để Hương hiện lên hù cho ngất xỉu. Gần bụi tre minh tông rất lớn, có một gò mối khổng lồ mang đầy âm khí. Từ bên ngoài, từ đâu bay đến một hồn quỷ đỏ rực. Đó không ai khác, chính là Hương. Cô ta hấp thụ âm khí xung quanh, khôi phục quỷ lực của mình, rồi trừng mắt tức giận: Chuyện sắp thành rồi mà con nhỏ kia nó dám phá đám. Nếu không tại bị lá bùa đó làm cho bị thương thì đừng có hòng tao thua mày. Nói rồi Hương ngự hồn mình vào gò mối kia mà biến đi mất. Bên này Như lượn khắp nơi để tìm kiếm nữ quỷ nhưng không tài nào tìm gặp. Như bực bội nói: Mụ nội cha nó, tao thấy rõ ràng nó bay vô con đường này mà bây giờ đâu mất tiêu rồi. Chắc phải đợi tới tối quá. Ban ngày mình dương khí nặng nề, mình không có phát huy được sức mạnh. Với lại con nhỏ này nó hiện ra được ngoài trời sáng,
cũng phải dạng tầm thường. Hey, phải về xin phép mẹ Mười mới được. Nghĩ sao làm vậy, Như tức tốc bay trở về nhà. Ở đây bà Mười đang được Nhi xoa bóp cái lưng đang nhức nhối của mình, vì không hiểu sao bữa nay khách ở đâu kéo tới quá trời đông. Lâu rồi không thấy nhà cửa có nhiều người mua đồ, nên thành ra bà vui dữ lắm. Tiếp khách không biết mệt là gì. Người ta không mua rau thì cũng mua cá, nhiều không đếm xuể. Tầm tới trưa trưa thì mới có đau vào đó. Nhưng cũng tại vì vậy mà chứng đau lưng tuổi già lại tái phát. Mắc phải nhờ cháu nội của mình là con Nhi lấy dầu xoa bóp. Hai vợ chồng anh Khang ngồi trên cái bàn gỗ tròn gần đó, thở khò khè như trâu cày đất. Chị Thương vừa thở vừa cảm thán: "À, bữa nay bán đắt quá má ơi. Bộ này má chơi bùa ngải giống An hay gì á mà đông khách dữ vậy. Hai vợ chồng con sáng giờ chạy không kịp thở." Bà Mười đang nhăn mặt vì cái lưng đau, nghe con dâu nói vậy thì bà cười cười nói: "Mới có nhiều đó than rồi mày. Tao cũng nhức cái lưng muốn chết đây nè, chứ có sung sướng gì đâu. Mà ông già bay đâu rồi?" Anh Khang thở dài một hơi, nghe má hỏi, anh trả lời: "Cha mệt quá nằm ngủ trỏng rồi, có gì để con đi kêu." "Thôi được rồi, ổng mệt để ổng ngủ đi. Tao không thấy cho nên hỏi thôi. Mà không biết cái chuyện tao nhờ con Như nó đi làm tới đâu rồi. Con nhỏ này suốt ngày lười biếng, chắc không làm gì ga gôn ga khoai rồi đây nè." "Bà nói ai làm biếng vậy bà già?" Một giọng nói âm gian cất lên, bất chợt làm không chỉ riêng bà Mười mà cả con Nhi và hai vợ chồng anh Khang cũng phải giật mình. Chị Thương còn phản ứng dữ hơn: "Mà ơi, có quỷ kìa, cứu mày nín, bộ lần đầu thấy tao thấy gì mà la dữ vậy?" Nhận ra là người quen nên hết thảy mới bình tĩnh được đôi chút. Bà Mười kêu con Nhi ngừng xoa bóp rồi ngồi dậy, dùng chân đung đưa cái võng mấy cái rồi nói: "Sao rồi, có điều tra được gì chưa?" Còn Như nghe hỏi thì nhớ lại chuyện hồi nãy, nó tức tối kể lại cho bà Mười nghe, không thiếu một cái gì. "Đó, bà coi có bảo bối gì á cho tôi mượn xài đi, chứ tôi nghi quánh lộn không lợi nó quá." Bà Mười nghe thì hiểu vấn đề, bà cười cười rồi kêu thằng Khang vô nhà lấy cái thau nhôm với cái tay nải bà treo trên vách nhà ra. Khang nghe má sai chuyện thì đi lấy. Xong xuôi, bà lấy từ trong tay nải ra một cây roi dây khá dài. Bà điểm phép niệm cái gì đó rồi bỏ vô cái thau nhôm đốt lên. Đến khi nó quá thành tro thì bà Mười kêu: "Cho mày đó, lấy xài đi." Như thọt tay vô cái thau nhôm toàn tro đen, lấy ra cái roi dây mà lúc nãy bà Mười đốt. Như cầm nó quật mấy cái thì thấy nó có một lực hồ quang phát ra. Như nhìn bà Mười cảm ơn rối rít: "Trời ơi, công nhận á, này đồ ngon nghe. Cảm ơn bà nhiều nghe. Tối nay đó tôi sẽ dùng nó trói đầu con quỷ hám trai đó mang về đây cho bà coi." Tao mần gà sẵn à, chào mày về đó." Con Như gật đầu rồi cầm cây roi đi ra nhà sau luyện tập. Chiều tối, cả nhà bà Mười lúc này đang coi tin tức Mê Công thì bà Tư Liêm hoảng hốt chạy vô gấp gáp nói: "Bà Mười ơi bà Mười, thằng Đạt con trai tôi tự dưng nó đi đâu mất tiêu rồi." Hết thảy cả nhà nghe tin thì hoảng hồn cầm đèn chạy đi tìm phụ. Bà Mười kêu mọi người đừng tìm gần đó nữa mà ra đoạn đường vắng chỗ thằng Đạt gặp ma để kiếm. Ở đây Như đang đối mặt với Hương mà chất vấn: "Có câu quay đầu là bờ, mày trả thằng Đạt ra đây rồi tao tha cho mày." Hương cười khẩy nhìn Như nói bằng giọng thách thức: "Mày ngon thì mày tự lại đây mày lấy. Hồi sáng là tại tao bị bùa đánh bị thương, giờ thì quên đi, tao không có ngán mày đâu." "Được, nói lời ngon ngọt không nghe,
Bữa nay tao không bẻ cổ mày, tao làm con mày. Nói rồi cả hai lao vào xô xát. Hương lòng quỷ cũng khá lâu nên có phần nhỉnh hơn đôi chút. Như đang rất chật vật, cô vừa thủ vừa lùi. Hương thấy vậy thì dồn quỷ lực đánh tới một đòn, làm cho Như giang ra xa. Tưởng đâu ăn ngon rồi nên nó bay lạ lạ tới, định hút hồn của Như để gia tăng quỷ lực. Thì bỗng có một thứ gì đó quất vào người Hương, làm cho cô ta gào thét đau đớn. Như bên này cười cười, tay cầm chặt dây roi mà nói giọng tự tin. Tao chỉ giả bộ thua cho mày vui chút vậy thôi, chứ mày tưởng tao dễ ăn hả? Kỳ này mày tới số mày với tao. Như không để đối thủ nghỉ ngơi mà dẫn khí vào roi phép, đánh liên tiếp vào Hương, làm cho cô ta không thể phản kháng được, đau đớn không thôi. Hồi sau khi quỷ lực của Hương tan biến gần hết, thì Như lấy roi của mình trói lại định mang về, thì bà Mười và một số người khác đã kéo tới. Sẵn đã bắt được quỷ nên Như đưa luôn Hương cho bà Mười xử lý. Bà Mười thấy vậy thì giơ ngón tay cái lên khen Như giỏi, rồi dùng bùa thu cô ta lại. Với sự chỉ dẫn của Như mà người ta cũng nhanh chóng tìm được Đạt đang bị giấu trong bụi tre gần đó. Xong việc mọi người mạnh ai nấy về, bà Mười thả hồn Hương ra để tra hỏi. Nói, mặc cái giống gì mà đi theo hại người ta? Hương liếc xéo bà Mười một cái rồi nói. Anh ta có duyên kiếp trước với tôi muốn đưa anh ta theo. Đó, tao nói mẹ trai có sai đâu. Bà Mười đã giấu cho Như im lặng, rồi nhìn Hương điềm đạm nói. Duyên số kiếp trước đó nó đã qua rồi, kiếp này đó anh ta đã là người khác, cô không thể kéo anh ta theo được. Cô làm vậy nghiệp chồng nghiệp, cô có gánh nổi không? Nhưng bà Mười chen ngang. Cô có muốn đầu thai làm người không? Nếu muốn theo ta tu tập đi, nghiệp giải hết, ác sẽ trở lại làm người. Biết đâu đó kiếp sau cô được làm vợ anh ta rồi sao? Chuyện này Hương ngập ngừng một hồi lâu rồi gật đầu. Bà Mười cười nhẹ, rút hết quỷ khí trên người Hương ra, rồi kêu Như cởi trói. Như vui vẻ thu dây phép, rồi khoác tay lên dây Hương. Gia thành người một nhà rồi hen. Mà tao nói trước á, phải phân chia chị em đường hoàng á. Mày nhiêu tuổi rồi? Tôi còn nhỏ tuổi lắm, mới có 90 tuổi hả? Nghe đáp án từ Hương, Như sụi lơ luôn, không biết suy nghĩ sao, rồi nói. Thôi tao tính vậy, dù gì tao cũng đi theo bà Mười trước, cho nên á, tao là chị của mày, mày chịu không? Hương với bà Mười lắc đầu bất lực, rồi lại gật đầu cho con nhỏ này nó vui. Mọi chuyện đã chấm dứt, bà Mười cũng có cho mình hai đệ tử là hồn ma. Con đường hành đạo của bà sẽ vẫn còn tiếp diễn. Làng xóm từ đó cũng yên bình, chẳng thấy bóng ma nào dám lai vãng đến đây làm hại người. Bà Mười từ đó cũng được nhiều người biết đến là một thầy pháp. Xa gần tiếng tăm bắt đầu nổi trở lại, ai có việc gì liên quan đến tâm linh đều tìm đến nhờ bà giúp đỡ. Cảm thấy nghiệp thầy pháp khó mà tránh được nên bà Mười đành theo nghề. Ai cần bà giúp thì bà ra tay giúp đỡ. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Quỷ sự trong làng, tác giả Lê Quyên và Nguyễn Tân. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý khán thính giả ở những câu chuyện tiếp theo. Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành và ngon giấc.